cứ để lửa nhỏ 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 như vậy đó hả? Dạ. Rồi khoảng bao nhiêu phút rồi chín vậy? Thôi nói chung là tầm khoảng cả chừng 2-3 phút rồi, 4-5 phút rồi là chín, rồi cái lát. Ồ, vậy là cũng nhanh ha, nướng nhanh á, khoảng 4-5 phút là chín à. Xin chào quý vị ạ, chiều nay đi trên đường Lê Văn Phương này, chị thấy đó cái xe cà nướng đã chưa? À, lâu lắm rồi mới thấy cái món này bán trên đường phố. Hồi xưa cách đây khoảng 1-2 năm rất là nổi tiếng với cái xe thun nữ cà nướng, cà tím cà nướng đó mọi người. À, nếu mà ai mà coi còn nhớ lại cái đợt đó thì cái đợt đó hình như là cô đó ở dưới quận 2 đường Nguyễn Duy Trinh á, nhưng mà đợt đó thì mà mình không có quay. Để bây giờ đi đường Lê Văn Phương quận 2 thì thấy chị này chị bán này vô đây mà chia sẻ với mọi người. Nướng cái cà dài nướng khoảng 4-5 phút này nó chín. Cái đó là được ha. Nướng dài xong xuôi rồi cái nó chín, cái là lột vỏ. Vỏ là bỏ bịch. Ăn với nước mắm mà chị. Dạ đúng rồi. Thấy chị ai bán nhiều chứ thấy để mấy khay cà luôn mà. Đây những cây trái đây là những cái chín rồi nè. Bây giờ người ta sẽ lột vỏ, cắt bỏ phần vỏ ra đi, bỏ phần vỏ đi và cho vô bịch là bán thôi. 15.000 một trái, tính ra một bịch là một trái đó hả? 15.000 ba trái. 15.000 ba trái. Vậy là một bịch đó là ba trái ha. 15.000. Cái này là để ăn cơm như là để ăn không vậy thôi ta? Cơm hả? Còn cái này là bánh tráng gì nữa? Bánh tráng nướng. Có món bánh tráng nướng nữa hả? Đó, chị bán nhiều món quá. Đó, cả cho nó đều vậy thôi. Đó, vậy? Đây này. Đúng là ẩm thực đường phố ha. Sài Gòn thì nói về ẩm thực đường phố là nó có hai buổi mà nhiều, tập trung vào buổi chiều dài khoảng 4-5 giờ là ra rất là nhiều. Hai nữa là buổi sáng, nhưng mà buổi sáng thì cái thời gian nó sẽ ít hơn, buổi chiều người ta bán thâm bầu đêm nhiều hơn. Một cái bàn chứ không phải cái xe, bàn nhỏ khá là hay đó. Nướng thì nghĩa là lửa hồng rồi. Đây xong xuôi là làm xong rồi bỏ vô những cái bịch như vậy nè, ba bịch một trái, ba trái một bịch kia quên. Còn cái này là dầu hả? Dầu hành đúng không? Đây mấy giờ là chị ra đây chị đứng chị bán? 2 giờ. 3 giờ. Bán tới mấy giờ nghỉ chị? Dạ 6 giờ rưỡi. 6 rưỡi là chị là hết bán. Thứ bảy chủ nhật có bán không chị nghỉ? Dạ có, thứ bảy chủ nhật thì em cũng bán tới giờ đó luôn, còn chủ nhật thì em nghỉ buổi chiều. Ủa? Nghỉ buổi chiều lễ rồi sao? Em đi lễ. Có nghĩa là dạ là buổi chủ nhật thì nghỉ chị không bán đúng không? Không, chủ nhật em bán buổi sáng, buổi chiều em nghỉ. Dạ là chị em bán 2 ca, ca sáng ca chiều luôn. Ở vậy hả? Dạ. Vậy là một ngày chị bán 2 ca, sáng là mấy giờ bán? Sáng 8 giờ em bán cho tới 12 giờ. Chị bán ở đây chắc lâu rồi ha? Dạ. Thấy lộn, thấy gì lộn dễ dàng quá ha.
nướng rồi cái lẩu nó dễ dàng hết chứ. Em nghĩ chỉ món ăn vặt thôi chứ. Cái nào cũng... cái nào nó cũng có cái hấp dẫn, cái hay của nó. Món này nó cũng khá là nổi tiếng với bộ gà nướng này. Tính ra là một trái 5 ngàn, bán nướng chín rồi bỏ vô bình trái 5 ngàn. Dạ. Đó, đó. Dạ cái video về cái món cà nướng thì mình kết thúc ở đây nha mọi người, cũng khá là gọn, khá là chia sẻ vậy thôi. Yeah. Món này là gọn nhất của nó. Cái này nó làm chỉ có như vậy thôi, nướng yeah. lên rồi bỏ vô bình rồi bán vậy thôi. Còn có những món khác là nó làm nó nhìn nó rất là hấp dẫn. Yeah. Mỗi món thì nó cũng có cái hấp dẫn riêng, món này nó cũng có cái hấp dẫn riêng, bởi vì bảo vệ mới bán được ngoài đường phố chứ.